Chiều ngày 22 tháng 6, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan kiểm đếm container của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu NS mới về cảng. Lô hàng được vận chuyển từ cảng Hàng Phu, Trung Quốc đến cảng Tiên Sa. Công ty có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương, mở tờ khai nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu tại Đà Nẵng hôm 14 tháng 6. Theo khai báo, lô hàng là táo, quả mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt sấy khô chưa qua chế biến, dùng để làm thực phẩm. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng kiểm tra, trong 5 container chứa rất ít hàng như khai báo, phần lớn là thảo dược, nguyên liệu làm thuốc, ước tính 100 tấn. Theo đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, doanh nghiệp đã không trung thực trong khai báo hàng hóa nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đang lấy mẫu vật để xác định tên hàng, công cụ làm cơ sở báo cáo lãnh đạo Cục điều tra chống buôn lậu để đề xuất phối hợp làm rõ hành vi khai báo không trung thực của doanh nghiệp.